Thúy Kiều ở đợ của Ngọc Trinh ngày càng lên đời chỉ sai tiền tỷ. Đồng hành cùng với quá trình nổi tiếng của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, cư dân mạng trước giờ đều réo tên Thúy Kiều. Được Ngọc Trinh hỗ trợ, nâng đỡ từ một cô gái đan giỏ, giờ Thúy Kiều thành một quản lý cấp cao. Tuy nhiên, qua những hình ảnh gần đây, dân tình không khỏi đồn đoán có phải cô nàng đang cố lấn lướt Ngọc Trinh khi ngày càng vung tiền tàn bạo và cố gắng thăng hạng nhan sắc. Thúy Kiều của hiện tại không ngại chi ra hơn 1 tỷ đồng để mua bộ trang sức kim cương, còn nói ý để Ngọc Trinh mua làm quà cho cô nàng chiếc vòng mà cô thích. Thúy Kiều cũng ra sức giảm cân, cố gắng có được thân hình thon gọn, mạnh dạn mặc những bộ đồ mát mẻ. Không dừng lại ở đó, cô nàng cũng có lần vòi vĩnh Ngọc Trinh đưa đi chợ bằng xế hộp tiền tỷ mới nhất, không chịu đi xe cũ. Cộng đồng mạng không ngừng thắc mắc về những hành động của cô nàng. Có phải Ngọc Trinh chiều quá nên Thúy Kiều hư rồi phải không? Nhiều người cho rằng cô đang lợi dụng lòng tốt của Ngọc Trinh, dần dần được đà lấn tới với nữ hoàng nội y. Hay Thúy Kiều lăm le muốn dấn thân vào showbiz nên cô đang làm mọi thứ để tăng độ nhận diện của bản thân tới khán giả. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ như thế nào về người quản lý mà Ngọc Trinh cưng chiều? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!